stick của Skinny Z được thiết kế dưới hai đầu thỏi, một đầu là chổi tán và một đầu là kem nền. Và với thiết kế như thế này thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng mang đi và dễ dàng sử dụng. Chổi tán thì rất là mượt và nó cũng rất là dễ dàng cho chúng ta sử dụng nữa. Kể cả những bạn nào mà không hay thường xuyên sử dụng bằng chổi, nhưng mà sau khi sử dụng cái chổi tán của Skinny Z này thì các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là dễ dàng. Điều mình thích ở kem nền BB này là nó có cái độ che phủ rất là tốt mà nó không hề dày, nó rất là mỏng, rất là mịn, và các bạn cũng thấy là mình sau khi mình sử dụng thì nó cũng rất là căng bóng, che được rất là nhiều khuyết điểm, và cũng như là nó sẽ giúp cho da của mình nó rất là tự nhiên, phù hợp với da cổ của mình nữa. Và một điều đặc biệt là kem nền BB Stick của Skinny Z thì không có chì, cho nên là nó sẽ không gây hại cho da, vì vậy mà các bạn có thể yên tâm để sử dụng nó. Và tiếp theo đó chính là màu hồng dạng thỏi của Skinny Z. Màu hồng của Skinny Z thì lên màu rất là chuẩn, độ bóng rất là vừa phải tự nhiên và cũng giúp cho bạn trông tươi sáng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là không gây bết dính, độ bám màu thì rất là lâu. Và cuối cùng đó chính là son môi của Skinny Z. Như các bạn thấy thì son môi của Skinny Z lên màu rất là đẹp, độ bóng rất là tự nhiên và cũng làm cho môi bạn cảm giác như là căng mọng hơn. Đặc biệt là nó rất là mềm mại, không có chì, không gây độc hại cho môi, vì vậy mà mình rất là thích sử dụng. Đây cũng là lý do mà mình sở hữu rất là nhiều màu son của Skinny Z. Mình mong rằng tất cả những gì mà mình chia sẻ trong clip này sẽ giúp cho các bạn hiểu được phần nào những công dụng và đặc tính của các sản phẩm dưỡng da và make up của Skinny Z. Và mong rằng các bạn sẽ có đủ tin tưởng, đủ tự tin để sử dụng toàn bộ sản phẩm của Skinny Z.